Nhớ quý vị, chúng ta là người nghe đạo phải có tâm vô cầu. Mình chỉ nghĩ mình thương người ta, mình thấy người ta tội nghiệp, mình chỉ cần có cái tâm như vậy, mình không có cầu cái gì cả. Chỉ cần có cái tâm vô cầu đó thì tự nhiên phước duyên sẽ đến ào ào. Nhưng có những người ta chưa hiểu gì mấy thì cứ cầu, cứ cầu không có sao cả. Mình làm một việc thiện, mình cầu một cái việc gì đến với mình được tốt đẹp gì đó, vì cứ cầu. Hoặc là có những người ngày nay người ta có thể tặng tiền người khiếm thị, người ta cầu an, cầu siêu cho người thân người ta ngày nay. Hoặc là cầu cho con người ta ngoan ngoãn, cầu cho chồng người ta tốt đẹp, đừng có ăn nhậu, đừng có đi có vợ bé. Rồi có những người hôm nay ta tặng tiền khiếm thị, người ta cầu cho người ta sẽ có một chàng trai đến cưới người ta đẹp trai giống như công tử bột. Đúng không? Nhiều cái cầu, nhưng quý vị chỉ cần chân thật làm mà đừng cầu thì phước duyên nó đến cực kỳ nhanh. Phước duyên đến nhanh lắm. Nhớ nghe. Người thông minh trí tuệ thật sự là người biết tạo phước duyên, tạo cái mà mình cầm theo được. Còn nếu như tạo cái cả đời mà không cầm theo được, đúng là uổng công của một đời người. Tạo cái cầm theo được quý vị. Những đức nói rằng là những anh chị ca sĩ đến chùa mình hát ý nghĩa dữ lắm. Những đức từng nói rằng chúng ta có thể kiếm tiền nhiều chỗ, nhưng có những nơi chúng ta không cần kiếm tiền mà kiếm phước. Tạo phước duyên thì nó thịnh từng đời, còn tạo tiền có khi còn bất an. Giữ tiền thì lo bị người ta lấy, nhưng có phước đức, phước đức của mình ai mà lấy quý vị? Phước đức ai mà lấy? Đúng không? Nên hôm nay những đức tặng người khiếm thị chiếc máy này là đẹp nhất nè, quá đẹp luôn thật sự. Hồi đó giờ nghe tặng máy cho Phật tử chứ chưa tặng cái máy nào nghe pháp mà chiếc máy đẹp gì mà gọn gì luôn. Mà giờ người khiếm thị cũng không có thấy, biết sao mà đẹp. Nhưng mà như đức thấy, như đức nói giùm cho, máy này đẹp lắm. Mà cái máy này âm thanh nó cũng hay nghe quý vị, cũng hay, phải hết sức là trân quý những cái âm thanh đó đó. Và những chiếc máy niệm Phật nó những âm thanh rất là hay, thấy không? Mà máy gọn đẹp mà nó nhẹ đặc biệt lắm, thấy không? Dễ xài lắm, nó chỉ có nút trên gạt qua là hát rồi, còn nút tròn thì dặn lớn dặn nhỏ, hết pin thì sạc pin, có chỗ sạc pin vậy là xong rồi. Nghe từng bài giảng thì xong, nó qua bài thôi, không có trở ngại gì hết, dễ xài. Nên những đức nói rằng những người khiếm thị mà biết cầm chiếc máy nghe pháp này nghe, những đức tin chắc ngày hôm nay có những gia đình khiếm thị 4-5 người cũng cùng đi luôn, chắc chắn. Và có những gia đình người ta cũng khó khăn, người ta đi gia đình ta 3-4 người có, thì 3-4 người mà cái giá trị đặc biệt nhất là quý vị nhận được mỗi một người một chiếc máy nghe pháp. Đây là ý nghĩa nhất. Còn cái máy nghe pháp mà tặng cho những người khiếm thị xong mà có dư á, thì những đức mới tặng cho những Phật tử, hiểu không? Còn không dư thì thôi, hiểu không? Nên mấy cô kia mà tặng xong á mà còn dư thì đem vô đây đưa cho những đức, những đức tặng cho quý Phật tử. Còn nếu thiếu thì thôi, mình mong người ta đủ thôi quý vị à. Đó. Chiếc máy nghe pháp này là bây giờ những đức định là tặng cho mỗi người 10 ký gạo. Mà suy nghĩ bây giờ mà lôi ra mà 10 ký gạo mà số lượng người này chắc là người khiếm thị, khiếm tật không biết sao mà vét.
rồi á lộn lạo gạo hoặc là làm bể bao chả đổ gạo, đây là khó khăn. Nên như Đức nghĩ cái việc tặng chiếc máy nghe pháp, tự nhiên máy nghe pháp về kịp luôn, kịp luôn quý vị, nghe không? Quá tiện lợi, tiện lợi vô cùng. Nếu đủ duyên á nghe, là qua tháng giêng á, trong tháng giêng người Đức tổ chức chương trình khiếm thị á, trong tháng giêng á. Tại vì sao? Tại vì cuộc đời chúng ta vô thường lắm quý vị. Những gì mình làm được thì mình cố gắng mình làm đi. Những gì mình làm được thì cố gắng mà làm, đừng có để thời gian đi qua, uổng lắm. Ở chùa mình quý vị coi á, vừa làm cái đám tang cho cái chú 23 tuổi cũng nhìn cũng đẹp trai ngon lành đúng không? Gia đình có một người con trai một ra đi. Bữa nay cha mẹ cũng tặng tiền người khiếm thị. Nhân Đức nói với cha mẹ rằng gia đình người thân bạn bè đến dự đám của cháu, gỡ tiền chấp điếu gom lại hết để cái chương trình khiếm thị này nè, tặng tiền cho người khiếm thị. Quý vị nhớ, mỗi một người mà gia đình người thân ông bà cha mẹ có người mắc bị chấp điếu hết đi, bị gom tất cả tiền đó lại, đặt máy nghe pháp, máy niệm Phật, hoặc là quý vị làm những việc phước thiện xác thực nhất, ai cũng được lợi hết, thấy không? Còn thí dụ như nhà mình nghèo đi, mình chấp điếu đi, mình lấy cái tiền đó mình trang trải cái đám cho gia đình dư bao nhiêu, hoàn toàn không lấy một cắt xài, làm việc thiện hết. Nếu như quý vị mà chấp điếu vậy thì quá đặc biệt quý vị, chấp điếu vậy là quá đúng rồi. Còn không chấp điếu thì người ta đâu làm được gì đâu, hoặc là mua nhang, mua hoa, mua bánh tùm lum tùm la. Nên đưa tiền mà biết cách làm thì rất là ý nghĩa, lợi mình lợi người, chuyện này hay dữ lắm, hay dữ lắm đó quý vị. Nên á, nguyên cái lượng người này mà quý vị nghĩ trả tiền xe cũng không đơn giản, đúng không? Chương trình này chỉ có Phật Bồ Tát nhúng tay vô thôi, chắc chắn quý vị luôn. Phật Bồ Tát mà không nhúng tay vô thì chương trình này chúng ta làm không được. Người ta có thể kiếm một số tiền này để mà người ta xây chùa, sửa chùa, cho quý vị biết á, nó không ít đâu á. Nên từ nơi đó mà nói mà một người khiếm thị mà Nhân Đức á, gỡ cho họ 200 ngàn thôi mà số lượng này cũng không ít rồi, đúng không quý vị? Không ít đâu. Và thêm cái máy này nè, 100 mấy chục ngàn cái nè, cái máy này 100 mấy chục ngàn. Thì hôm nay là nội quà cho người khiếm thị, bản thân Nhân Đức là gỡ cho họ vé xe nè, rồi gỡ bao thư nè, gỡ thì quán nghe pháp là quan trọng nhất, đúng không? Quý Phật tử thì có những người thì người ta số lượng đông này, người ta tặng người được 20, 10 ngàn, hay những người nào mà tặng được 50 ngàn là cũng ken lắm rồi đó, thiệt luôn đó quý vị. Có những người người ta không có tặng hết được, người ta đi vòng vòng, người ta thấy ai đủ duyên người ta tặng à, người ta đi vòng vòng, người ta thấy ai khiếm thị te tua tả tơ người ta tặng. Có những người người ta không đủ tiền cho, người ta cho vậy đó. Đó, nên á, bữa nay tặng tiền quý vị rải đều ra hết, đừng có quy ngay chánh điện này, rải đều ra hết để làm chi? Quý vị đi vòng, vì coi có chỗ nào mà trong kẹt trong hốc mà ta ngồi trong đó đó, thiệt thòi cho họ. Có khi giảng pháp gì họ không biết nghe không, họ quá thiệt thòi mà cái gì họ cũng thiệt thòi, đúng là cái này đau lòng thiệt, đúng không? Đó. Nên đó quý vị à, khi quý vị mà dự chương trình này rồi, những Đức nói rằng
Cái tâm quý vị sẽ nhìn thấy, dù quý vị có khổ cỡ nào cũng không khổ bằng người ta khiếm tặc và khiếm thị. Nên tự nhiên trong lòng mình phát tình thương lên quý vị, phát tình thương lên. Bây giờ có một ngôi chùa mà làm gì? Quý vị bây giờ có điều kiện tiền bạc, những người giàu sang, những người công ty xí nghiệp lớn, tại sao quý vị không chuẩn bị tiền bạc đi? Khi mà nhà nước đưa lên chương trình, cái là quý vị lợi vì tặng tiền cho anh ta, chính tay vì tặng cho ta đi, chứ nhà nước đâu kêu vị đưa tiền nhà nước đâu. Đổi tiền ra tặng cho ta đi, tặng cho người 100, 200, 300, 500 ngàn gì đó. Sao không tạo cái mà cầm theo được quý vị? Nhà nước nói cho quý vị nghe nghe, nếu như quý vị chân thật tu phước tu duyên nghe, cùng thờ với quý vị người ta có thể làm ăn suy sụp, nhưng bảo đảm với quý vị rằng riêng cái công ty xí nghiệp quý vị nó không đến nỗi suy sụp. Có phước mà sao sụp? Hai người cùng kinh doanh, người này rớt người kia đậu, tại vì người ta còn phước quý vị. Và khi bị phước bị dày lên thì thọ mạng nó cũng kéo dài nữa. Nên một con người muốn sống thọ là phải tu phước cho dày. Không. Phước là gì? Phước là máu đó. Quý vị mà đủ máu thì quý vị khỏe, mà thiếu máu thì quý vị xây sẩm mặt mày. Đúng không? Còn quý vị mà hết máu là bị chết liền thì nó chuyện giận chợt. Nên phước là máu đó. Nó, còn cái cây mà đủ mũ thì nó khỏe, còn khô mũ thì cái cây nó chết. Vị thấy không, như ví dụ như mấy cái cây cao su á, ta hút mũ nó giết, mà khi khô mũ là nó chết. Nên á, con người chúng ta phải cần tu phước tu duyên thì nó đủ máu. Mà khi phước duyên nó dày lên nghe quý vị, thần sắc quý vị nó cũng hồng hào tốt đẹp nữa, 100% quý vị luôn á. Phước duyên nó tăng lên. Còn nếu như mà phước duyên nó thiếu đó nghe quý vị, xanh xanh mét mét, giống như bị sida vậy đó. Mà giỡn đâu nghe. Nên á, trong chùa mình mà tu sĩ cùng với ca sĩ kết hợp là như diều gặp gió nghe quý vị. Quý vị biết rằng đi một vòng xung quanh mà mình nhìn người khiếm thị đi, quý vị sẽ thấy thương họ lắm. Quý vị biết á, những đứa ở trên phòng không nằm được luôn, đi vòng vòng nhìn họ hoài luôn, 100% quý vị. Hồi tối 2 giờ mấy là ngồi vậy, thấy họ ngồi á, họ vô lúc 2 giờ mấy ngồi vô đông lắm, họ vô họ ngồi tùm lum chỗ, nhìn thấy họ tội nghiệp, ngồi tới giờ này luôn. Có mấy cô nói rằng có mấy người ngồi họ nói mắc tiểu quá mà không dám đi. Họ nói thì sao? Đi sợ mắc chỗ, đi mắc chỗ. Bây giờ người sáng mắt thì cái chỗ mình á, mình ngồi á, nó có cái tên mình thì không ai dám lấy rồi đó, lấy luôn. Còn mấy người khiếm thị ta đâu thấy đường, thấy chỗ nào trống là ta vớt, không nói vòng vo chứ, hiểu không? Mà ngồi xuyên suốt luôn quý vị ơi. Nên những đức cái chương trình này, những đức có nói rằng á, những người mà có điều kiện có tiền á, cái chương trình này nè có cơ hội như tháng mấy hai tháng để tổ chức một lần. Còn nếu mà mình có điều kiện mỗi tháng tổ chức luôn. Mấy vị biết rằng những đức thường nói rằng nghe, những đức rất là mong mấy cái người mà có cái tiền, người ta đổi tiền tự tay người ta cho đi, tự tay người ta cho, người ta sẽ có cảm nhận sâu sắc dữ lắm quý vị. Tại vì bản thân những đức tặng tiền cho người ta nhiều, những đức cái cảm giác này những đức biết rồi. Những đức muốn cho những người mà ta có điều kiện, người ta đổi tiền, tự người ta cầm tiền ta cho đi, tự cầm tiền cho đi.
Quý vị hỏi lại, ủa vậy người ta không phụ thầy vậy chứ, thầy lấy cho thầy làm. Quý vị yên tâm đi, hay lắm. Mỗi lần mà Nhân Đức mà dự định tổ chức chương trình khiếm thị nghe quý vị, trong vòng 20 ngày thôi là đủ tiền. Ở đâu ở xa khắp nơi nơi ta gỡ tiền. Thì bị biết rằng làm cái chuyện Phật Pháp hay không? Nên mình mong muốn cho người ta cảm giác được cái này. Quý vị ơi, bây giờ chúng ta tạo tiền ra rồi, một ngày nào chúng ta chết đi, chúng ta có cầm theo được không quý vị? Tại sao không tạo cái mình cầm theo được ta? Đúng không? Quý vị thấy Nhân Đức chui vô cái quan tài Nhân Đức nằm chưa? Rồi Nhân Đức nói với quý vị rằng là khi chúng ta chui quan tài nằm, chúng ta có cầm vợ theo không? Có cầm chồng theo không? Có cầm nhà theo không? Nói tóm lại là không cầm một cái gì theo cả. Có hai loại vô hình mà quý vị cầm theo. Một là phước, hai là tội. Sẽ theo chúng ta mãi mãi quý vị à. Thấy không? Đó. Nên bây giờ chúng ta rất là đủ duyên quý vị. Chương trình khiếm thị, khiếm tật mà tập trung được gì là không đơn giản. Tính ra chương trình này chúng ta đã tổ chức được khoảng cỡ 5-6 năm gì chưa ta? Cũng lâu lắm rồi đó nghe. À, từ ban đầu những đức tổ chức chương trình khiếm thị chỉ có 200 người thôi. Mà chương trình đợt này lên số lượng khoảng cỡ là khiếm thị, khiếm tật là chắc chắn là nằm 8.000 người. Còn những Phật tử sáng mắt đồ này kia là những đức nghĩ rằng khoảng gần 2.000 người nữa. Là chuyến này gần cả 10.000 người. Mà ban đầu từ 200 người quý vị à. Bắt đầu từ 200 người. Thật sự mà nói chương trình chùa mà chương trình nào tổ chức cũng lâu dài. Vì sao biết không? Vì trong tâm niệm những đức mong những người khiếm thị khiếm tật này có thêm một chút tiền nữa. Quý vị ơi, chúng ta Tết tới chúng ta có thể mua được số bánh, số trái cây. Và quý vị nghĩ những người khiếm thị khiếm tật này họ không có tiền, họ ăn Tết làm sao? Tự nhiên mình nghĩ tới vậy, bản thân của mình muốn chia sẻ cái gì đến với họ một chút. Nên những đức tổ chức cái chương trình này. Mà mấy ngày nay tự nhiên người cũng muốn bệnh. Sao mỗi lần những đức tổ chức lễ dưới quan âm nè là những đức muốn bệnh nè. Tổ chức lễ khiếm thị là muốn bệnh nè. Mà chỉ có tổ chức Lý Di Đà là khỏe. Ngộ ghê. Chắc những đức nghĩ là dưới quan âm là người ta cầu nguyện nè, cầu này cầu kia nè. Khiếm thị người ta cũng cầu nè. Chỉ có Di Đà là người ta siêu. Nghe không? Rồi qua Tết á, mùng 9 chúng ta tổ chức chương trình mừng thọ. Giá chót là người già khoảng 3.000. Từ 70 đổ lên. Quý vị ơi, chúng ta sinh ra đời thì nhiều điều là nhờ công ơn cha mẹ sinh thành. Chúng ta cảm thấy mình thiệt thòi nhất là cha mẹ mình đã chết hết. Đúng không? Đến nay còn cha còn mẹ, chúng ta cố gắng phụng dưỡng thương yêu cha mẹ của mình. Như bây giờ những đứa có nuôi bao nhiêu người già, gần 2.000 người đi. Nhưng bây giờ nhìn lại thì cha mẹ sinh mình đời này cũng đâu còn nữa đâu quý vị. Chết hết rồi. Đúng không? Nên bây giờ tự nhiên mình dùng cái tình thương mà của cha mẹ cho mình, cái thân này có của cha có của mẹ. Mình dùng cái thân có của cha có của mẹ này để mình làm những việc gì ý nghĩa trong cuộc đời của mình quý vị. Cố gắng. Nên mấy ngày nay mấy cụ già trong chùa mắc suốt. Hôm qua vừa mắc một bà cụ chín mấy tuổi. Bà vô chùa sống tính ra cũng 8-9 năm nay. Rồi chiều lại một bà cụ bên Đại Tùng Lâm mới mắc. Sáng nay phải nhờ mấy thầy bên kia làm cái đám để đưa đi.
Rồi chiều nay phải tặng liệm một bà cụ chín mấy tuổi ở bên chùa Hộ Pháp. Sáng mai những đức làm cái đám sớm nhất để đưa đi. Rồi qua bên kia giảng bữa thứ bảy cộng tu. Thấy tội nghiệp quý vị. Mỗi lần mà đi đến thăm ở khu các cụ già, các cụ cứ nắm tay. Thầy khỏe nghe. Thầy khỏe để nuôi già nghe. Nói thấy tội nghiệp. Đúng không? Mỗi lần mấy bà cụ ăn cơm những đức cứ lợ. Cái lợ ưa cặp cổ lắm mấy bà cụ á. Nhà đức ưa cặp cổ. Nè nhà đức vô thăm cụ nè. Nhiều bà cụ không thấy đường. Nè nhà đức thăm cái cụ nè. Thầy hả. Chụp. Nghĩa là rõ ràng quý vị. Thương người là thương mình. Tự nhiên bản thân mình cảm giác có niềm vui gì sao khi mình thương người. Thật sự. Vì thấy tại sao mà nhà đức thường vui vì cái tâm nhà đức nó đặt vấn đề mình thương người ta quý vị. Bữa nay hòa thượng xây ngôi chùa phía trước cổng xong. Bữa nay dọn dẹp ngoài đó chắc ở được khoảng 200 người nữa. Số lượng đông vậy mà Nhật Đức còn thỉnh hòa thượng xây thêm ngôi chùa. Nếu mà hòa thượng chịu xây ngôi chùa này thì ở giá chót cũng phải 1.000 người nữa. Quý vị ơi, cuộc đời chúng ta mà phải làm một cái gì đó trong cuộc đời này thì khi mình ra đi. Nên những đức thường đọc cái bài kệ cõi thế trăm năm một kiếp người, ai rồi cũng phải trở về thôi. Phải sống sao cho thật ý nghĩa, để buổi ra đi nở nụ cười. Bây giờ chúng ta tôn giáo Phật giáo gì hay đạo nào đi chăng nữa cũng là cái hiếu đạo. Đạo nào đi chăng nữa cũng là thương người. Đạo nào đi chăng nữa cũng dạy là giúp người. Bây giờ những đức cũng có thể là nhà thờ những đức quỳ trước Đức Chúa Giêsu những đức lại Chúa Giêsu lại Đức Mẹ Maria bình thường, không có một cái gì trở ngại cả, không có gì trở ngại cả. 100% quý vị, những đức đã từng đi nhà thờ cũng nhiều lần đó quý vị à. Lỡ nhà thờ nhiều lần á, lỡ đó bình thường, mang hình tướng bình thường đi lỡ đó, nhìn hình tượng Đức Chúa Giêsu chắp tay cúi đầu, gặp Đức Mẹ Maria cúi đầu bình thường. Vì các ngài cũng đều là những bậc truyền giáo tốt đẹp cho nhân loại. Chúng ta đều tôn kính. Và ngày Chủ nhật nhận đức chia sẻ Phật Pháp cũng rất nhiều người đạo Thiên Chúa họ lợi họ nghe. Vì họ nói rằng thầy giảng không khác gì nói đạo của con giảng cả. Đều là hiếu đạo, đều là thương người, đều anh em thương yêu nhau, hòa thuận. Con người biết thương con người, giàu phải biết thương người nghèo khổ. Mình mạnh khỏe mà ăn hiếp người yếu hơn mình thì đáng mặt làm người không quý vị? Không, không đáng mặt làm người. Nên những anh chị ca sĩ đi về chùa mình hát, đây là một cái việc làm thiện nguyện đặc biệt lắm. Vì cuộc đời mình chúng ta có thể kiếm tiền nhiều chỗ quý vị, nhưng có những chỗ chúng ta hãy cùng chung tay với nhau để làm việc thiện nguyện trong cuộc đời. Cuộc đời những đức mất mẹ lúc những đức 6 tuổi. Sau này cha những đức cũng chết luôn. Những đức nói thiệt là cuộc đời những đức không có tuổi thơ gì như những trẻ em khác. Chưa bao giờ bản thân của mình được ăn một miếng bánh kem lúc còn nhỏ. Và chưa bao giờ những đức biết được cái việc sinh nhật là gì. 100% luôn. Chưa bao giờ biết. Đều là kham khổ kiếm tìm chén cơm manh áo đi làm thuê làm mướn chỗ này chỗ kia. Tự nhiên bây giờ mình được đi tu, mình mới biết được rằng cái giá trị con người thương con người. Nên mình mở ra cái lớp đạo làm con, để cho nhiều cháu mỗi tuần thứ bảy có cái sân chơi các cháu lại đây, để mà được tuổi thơ các cháu được giáo dục bản thân những đức. Lúc còn nhỏ nè, chỉ biết kiếm ăn, không được nghe giáo dục, nên hư hỏng cho tới 29 tuổi mới gặp Phật Pháp. Nên bây giờ mình muốn cho những trẻ em đi về chùa, các cháu được tiếp nhận giáo dục, được nghe giáo dục hơn mình lúc còn nhỏ. Nếu những đức mà không gặp Phật Pháp thì bây giờ cũng là kẻ ăn nhậu bê tha, hư hỏng của cuộc đời. Nhờ gặp Phật Pháp từ năm 29 tuổi tới bây giờ 43 tuổi, thấy cuộc đời mình đúng là sống những ngày tháng ý nghĩa. Sống những ngày tháng ý nghĩa. Nên từ khi mà biết của hậu Kim Tho, rồi anh chồng Kim Tho, anh chồng Kim Tho những đức viên cũng vậy á, tới ít nói chuyện với nhau nhiều, nhưng mà
hiểu nhau đặc biệt. Rồi từ Kim Tho rồi rủ nhiều anh chị ca sĩ đến đây hát. Mỗi anh chị ca sĩ nào đi đến đây hát cũng cảm giác có tình thương mến thương. Lỡ hát một lần người ta đều nói rằng mai mốt có gì thầy báo cho con biết nghe thầy. Quý vị ơi, trong cuộc đời chúng ta, quý vị, chúng ta có những người bạn mà trong cuộc đời chúng ta không thể nào thiếu được. Có khi chúng ta rất nhiều bạn, nhưng mà có khi chúng ta đụng sự việc gì trong cuộc đời, chúng ta thất thế xa cơ, biết đâu có người bạn nào bên cạnh chúng ta đâu quý vị. Những Đức nói thiệt, với cuộc đời những Đức đã từng thăng trầm, đã từng nghèo khổ. Bây giờ mình hướng dẫn người ta Phật Pháp, những Đức nói rằng chúng ta hiểu rồi, không thể nào sống những ngày tháng vô nghĩa hoặc là sống giả dối được. Không phải gặp người ta giàu mà bưng bở người ta lên nữa, mà sống thật lòng từ tấm lòng của mình. Đúng không? Nên anh chị ca sĩ đi đây hát thì chúng ta cũng như là được kết duyên làm bạn bè. Sau này chúng ta ai cũng già thôi. Khi già rồi nhìn lại khoảng đời chúng ta đi qua, ô, mình cũng làm một số việc gì ý nghĩa ha ta. À, những Đức là tu sĩ đem bài giảng pháp để chia sẻ khắp nơi nơi cho người ta nghe. Mình là ca sĩ cũng đem lời ca tiếng hát để cống hiến. Có những cái cống hiến thì chúng ta cũng có lợi nhuận, nhưng có những cái cống hiến mà chúng ta hoàn toàn phi lợi nhuận. Quá tuyệt vời. Nếu như vị mở tâm lượng ra như vậy thì lời ca tiếng hát bị bay bổng khắp nơi nơi. Tại vì sao? Cái thiện nguyện nó bay xa lắm quý vị à. Và khi nó bay xa nó mới thu gom ngăn phản về cho quý vị 100% luôn. Nên á, mỗi một con người khi nhận thức được thì cuộc đời chúng ta sống ý nghĩa lắm. Nên những Đức từng nói rằng chúng ta sống trong cuộc đời này như cõi tạm mà thôi. Thì dù cuộc đời chúng ta có thăng hoa cỡ nào, chúng ta hãy là người đơn giản bình dị nhất. Nhớ nghe quý vị, chúng ta có thăng hoa cỡ nào cũng là người đơn giản bình dị nhất. Như bây giờ những Đức có được nhiều người quý mến đi chăng, những Đức cũng muốn làm người đơn giản của ngày xưa. Chỉ nó lâu dài hơn quý vị. Quý vị thí dụ như giờ chúng ta lên cao được lên đi. Mà nếu mà chúng ta mà không á, làm một chiếc cầu cho mình đi xuống lại, thì một ngày nào mình trên cao mình té xuống, lúc đó tự mình đau. Đúng không quý vị? Tại vì đời này như cõi tạm mà thôi mà. Lúc thịnh lúc si, lúc thì được nhiều người thương mến, nhưng lúc cũng không có ai thương mến mình. Thật sự mà nói, trong cuộc đời này người ta được quyền thương mình và người ta cũng được quyền ghét mình. Đúng không quý vị? Hôm nay làm được nhiều người thương, biết đâu một ngày nào chúng ta vô tình làm cho người ta ghét mình sao? Nhưng mà khi con người mà phước nó hết đó quý vị, nó khiến mình phải làm cho người ta ghét mình, khiến mình phải đi làm bậy, làm chuyện không phải. Khi vị có phước, vị nói câu gì người ta thấy cũng dễ thương. Tôi nói là thương người thì thương cả lối đi. Bây giờ cái lối đi của cái người mà mình thương, họ bước đến đâu mình cũng muốn bước chùng lại cái bước chân với họ. Thương đến mức gì? Đúng không? Mà khi ghét mình rồi, nó ghét cả tôn ti họ hàng. Nghe nói là người này là dòng họ với ông đó là nó ghét luôn người này. Đúng không? Nên trong cuộc đời của chúng ta có giàu sang, có thịnh vượng, có tiếng tăm, nhưng hãy là người đơn giản. Đây mới là người cực kỳ khôn ngoan. Vì không ai mà hoàn toàn thịnh. Thí dụ như từ tu sĩ cũng có những người rất nổi tiếng cả thế giới, và ca sĩ cũng có những người nổi tiếng cả thế giới. Nhưng rồi cái tiếng tâm đó nó có giữ hoài hay không quý vị? Một ngày nào cũng lãng quên. Chúng ta nhìn bao nhiêu người ca sĩ một thời đi qua, có khi họ cũng chưa già quý vị, mà họ đột quỵ, họ chết bất tử. Thì từ từ người ta cũng lãng quên họ. Nên trong cuộc đời chúng ta nên sống và nên làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời, dù mình bước theo mối đạo nào. Nhớ kỹ, người mà có góc độ vậy thì cái sự thịnh vượng bị lâu vậy lắm. Thí dụ như bây giờ nhiều người đi đến chùa mình hát xong niệm vài câu Phật hiệu. Không biết quý vị có học Phật hay không, nhưng vì sao chúng ta niệm vài câu Phật hiệu y rang gì thôi. Giống như giờ tôi đi đến nhà bạn, tôi gặp cha mẹ bạn,
thì tôi chào cha mẹ bạn vậy thôi. Đó là cái lễ chào khách thôi, chứ nó không dính dáng gì đến cái việc quý vị hướng đến đạo pháp nào hết. Giống như Đức đi đến nhà của người người ta đạo đạo Chúa, thì những Đức bước đến thì Đức kính lễ với Đức Chúa. Đó là mình kính bạn thì kính người thầy của bạn vậy thôi, nó không có trở ngại gì hết quý vị. Quý vị nếu học đạo mà phát được cái khả năng gì thì bảo đảm 100% quý vị là người sống trong cuộc đời này thông tình đạt lý. Nhớ nghe. Nên có nhiều người như Đức thấy, khi người ta phát lên là người ta quên thở cơ hàng, rồi mai mốt người ta chìm lại cái lúc đó ngước mặt nhìn ai đây. Bây giờ mình phát lên mình nhìn nhiều người đi quý vị, sang giàu đẹp xấu nghèo nàn gì mình nhìn hết đi, để một ngày nào mình chìm xuống thì ai cũng nhìn mình, đúng không? Đặc biệt lắm quý vị. Chùa mình một chương trình tình thương mến thương quý vị, thương người là thương mình thật sự 100%. Hiếu cảm đến trời thì mưa hòa gió thuận, mà hiếu cảm đến đất thì muôn vật sinh sôi. Cái tâm của mình thương người nên cảm lòng chờ. Vì nhìn thời tiết kìa, không có nắng. Vì thấy như Đức tổ chức bao nhiêu chương trình, trước đó mưa nhưng vô chương trình không mưa, trước đó nắng vô chương trình thì ít nắng tối đa. Đúng không? Mình nói đây không phải tự hào gì quý vị, nhưng mà mình hãy có tâm thương người đi. Vì ông chờ có đức hiếu sinh mà. Ông chờ có đức hiếu sinh. Nên những Đức nói với quý vị rằng có đức thì mặc sức mà ăn. Chúng ta cũng nhìn nhiều doanh nghiệp, nhìn nhiều người giàu, cuộc đời của họ không thể nào suy nghĩ rằng họ sẽ nghèo. Vì cái cơ sở của họ, cái mức kinh doanh của họ, nó đang cái đà đi lên, không thể nào không nghèo được. Nhưng mà lạ thay, khiến họ gặp một cái việc gì thôi là có thể sự nghiệp hoàn toàn mắc sạch. Có không quý vị? Có mà. Là do ngay chỗ nào? Giàu sang mà chỉ biết hưởng riêng cá nhân, không biết thương người làm công, không biết nghĩ ngợi đến người ta, không biết giúp đỡ người nghèo khổ. Như những Đức thường ví dụ, mình có một ly nước mình uống thì mình biết châm vào thì mình có nước uống hoài. Còn mình chỉ có uống không mà mình không châm vào, khi hết nước rồi thì bây giờ chúng ta có muốn uống nữa cũng không có. Dù quý vị thấy cơ ngơ người ta giống như nước nhiều lắm, nhưng thật sự nó chỉ có cái hình bên ngoài thôi. Giống như nó có cái vỏ mà nó có, không có cái ruột. Nên con người mình sống trong cuộc đời này á, tạo cái phước đức là cái việc cực kỳ quan trọng. Đạt được cái sự nghiệp lâu dài, từng đời gia đạo thịnh vượng. Nên ông bà cha mẹ có đức là dạy cho con cháu có đức. Mà cái đức thương người là cái đức lớn nhất, vì con người phải càng thương con người. Vị nhớ rằng chúng ta được làm người là nhờ thương con người. Nên cái giới đầu tiên cấm sát sanh là thương chứ gì. Bây giờ bất cứ một đạo giáo nào cũng nêu lên tình thương mến thương. Bất cứ cái đạo giáo nào cũng nêu lên cái hiếu với cha mẹ. Nếu đạo nào mà bỏ cái gốc hiếu thì đạo này chắc chắn không còn tồn tại. Nên đạo Phật nói rằng đạo Phật là đạo hiếu, tâm Phật là tâm hiếu. Thì đạo Thiên Chúa cũng là nêu về hiếu đạo quý vị. Nên nhìn bao nhiêu con người quý vị à, từ 1 giờ mấy, 2 giờ khuya họ đã đến rồi. Và hôm qua đã đến rồi quý vị à, tối hôm qua đã đến rồi.
đó. Ngồi lâu dữ lắm rồi đó, ngồi rất là lâu. Mà những người được ngồi trong mát này nè còn được nè, còn những người mà ngồi tuốt sau lưng khu tăng á, và ở cái mép ở bên đây nè là che không có hết được, mà xung quanh là ngồi kín hết trơn luôn, rồi tràn ra tới ngoài vị trí đường, rồi tràn ra tuốt ngoài vườn cây sala, ở ngoài mấy pho tượng, ngồi ra tới ngoài đó ngoài đông lắm. Mà giờ này người ta còn vô ào ào. Quý vị biết rằng á, bây giờ cái chương trình này á, mỗi một con người á, đi đến đây á, phải theo quy củ, ngồi đâu ngồi đàng hoàng đó. Khi quý vị mà ngồi nghiêm túc, người ta tặng tiền, người ta cảm thấy rằng người ta khen mình. Đi lợi chùa quy tắc, thật sự mà nói người ta có tiền bao nhiêu, người ta tặng hết, người ta không có buồn đâu. Và những đức dù 10.000 người như đức cũng làm được, nó có sao chứ, chắc chắn luôn á, không có trở ngại, những đức làm được đó. Nhưng mà chỉ có cái là không ổn định và xô đẩy là việc này những đức không làm được. Nếu quý vị mà xô đẩy là chương trình này sau này những đức sẽ không tổ chức được, nhớ kỹ nghe. Còn nếu ngồi nghiêm túc đàng hoàng, vị trí nào ra vị trí nấy, thì dù 10.000 người chỉ cần có chỗ ngồi là những đức tổ chức được, chắc chắn quý vị luôn, không có trở ngại. Bây giờ chúng ta còn chút xíu siêu mà này rất quan trọng. Chúng ta đọc 12 lời đại nguyện để mỗi người đều phát nguyện niệm Phật sanh cực lạc. Quý vị ơi, vị nhớ nghe, trong cái cuộc vui này, ở cái cõi này thì vui gì cũng cái khổ cái bên, và cuộc vui nào cũng có cái tàn quý vị. Thôi bây giờ chúng ta quy về vui một chút, bây giờ quy về niệm Phật để phát nguyện sanh cực lạc quý vị ơi. Những vị bên ngoài chúng ta có thể tặng tiền lai rai bên ngoài, bên ngoài tặng lai rai hết đi, rồi chút là đọc 12 lời đại nguyện xong là chúng ta tương đối nha. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, thân thể không đau bệnh. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm hồn không hôn mê. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, không tham đắm ngũ dục. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm niệm Phật Di Đà. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, xả ly ta bà khổ. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, hoan nguyện về tịnh độ. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, con thấy kim thân Phật. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, Phật phóng quang nhiếp độ. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, liên hoa con hóa sanh. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài
khi vạn sanh tịnh độ, hoa nở tâm khai ngộ, kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, khi vạn sanh tịnh độ, chứng ngộ pháp vô sanh, kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, khi vạn sanh tịnh độ, chóng viên thành toàn giác. Vị nhớ là trong cõi này mỗi người có một hoàn cảnh khổ khác nhau, nhưng ai niệm Phật cũng được lợi ích lớn. Nhớ kỹ. Nên tất cả những người khiếm thị, khiếm tật và những người những đức tặng cho quý vị chiếc máy nghe pháp ngày hôm nay, quý vị về chân thật mà nghe đi, chắc chắn quý vị sẽ được lợi ích rất là lớn. Những đức nói trong cuộc đời này chúng ta không cần phải làm quá nhiều, chỉ cần chân thật dưỡng cái tâm mà cho vui đi, là chắc chắn trong cuộc đời quý vị sẽ gặt hái được rất nhiều cái thành công. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta hồi hướng về nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.